Hello xin chào anh em nhé, chào anh em đến với Phương Nam Mobile nhé Thì uh, lâu lâu hôm nay em mới đăng video nha anh em nhé Ngày trước thì em hay phát trực tiếp đó Nhiều anh em thì không vào phần phát trực tiếp Nên không biết là em em cứ tưởng là em không lên video nhé Thì hôm nay em sẽ lên video Đó ok chưa Bên em uh, số điện thoại là 03686042 và 0816042345 nhé Bảo hành cho anh em 3 tháng lỗi 1 đường 1 nhé địa chỉ cửa hàng ở thôn Nam Văn Phú Vũ Thọ, Hà Nội nhé Facebook Bùi Phương Nam, anh Biết Phương Nam Mobile Số điện thoại là 036860 từ 92 và 0816042345 đây nhá anh em nhá. Anh em có thể chụp ảnh màn hình lại nhá. Đó ok. Về chế độ bảo hành thì bên em bảo hành cho anh em 3 tháng luôn 1 đổi 1 nhá. Đó, anh em ở gần thì đến trực tiếp cửa hàng Phương Nam Mobile tại thôn Năm Văn Phúc quận Hà Nội. Ở xa thì bên em có ship code toàn quốc nhận hàng được kiểm tra test máy nhá. Đây là cửa hàng của em nhá anh em nhá. Đấy anh em có thể đến trực tiếp cửa hàng. Đây, anh em có thể đến trực tiếp cửa hàng nhá. Đó, hoặc là nếu mà ở xa thì 100% bên Phương Nam Mobile cho kiểm tra và test máy nhá. Tránh trường hợp lừa đảo nhá anh em nhá. Anh em cứ kiểm tra test máy thoải mái giúp em nhá. Ừ. Ok chưa? Bây giờ 2022 sắp sang 2023 rồi. Nếu anh em không mua của em Nam hay mua của những cửa hàng khác thì anh em cũng phải yêu cầu cho kiểm tra hàng nhá. Nếu không cho kiểm tra hàng thì tốt nhất là không mua. Đấy em nói thẳng luôn là tốt nhất là anh em không nên mua. Đấy. Ok chưa? Nay giới thiệu cho anh em là về được cho anh em ít S20 máy Mỹ nhá anh em nhá. Yeah, máy, máy Mỹ thì có hai loại một loại là thay lưng đó, một loại thay lưng mà một loại là hàng zin đó ok chưa hàng thay lưng thì nó đây anh em nhìn đây đó, bên em nhân viên là test đây nhân viên là test đây email là khác email lưng nhá có nghĩa là email ở trong máy và email lưng là khác nhau có nghĩa là hàng này là hàng thay lưng nhá anh em nhá hàng này hàng thay lưng con này thì là máy mỹ con này là máy mỹ nha anh em nhá máy mỹ thì nó sẽ được hai sim một sim thường và một e sim đó bản v là bản mỹ nha anh em nhá S20 5G máy Mỹ sẽ có một sim thường một uh, và một e sim là hai sim nhé anh em nhé pin con này là pin 4000 mAh đó lưu trữ thiết bị này con này làm 8 bộ nhớ 128 gb nhé anh em nhé 58, 128 gb màn hình tần số quét 120 hz đó màn hình tần số quét 120 hz nha anh em nhé đó, anh em thích anh chuyển sang 120 hz nhé đó 120 hz thì vuốt nó mượt mà hơn nhưng mà nó sẽ tốn pin hơn, hơn những cái uh, 60 hz nha anh em nhé ok chưa à. Con này thì là màn cong nha anh em nhé Con này màn cong Samsung S20 máy mi nhá, hai sim, một sim thường một e sim 58 128, chạy con chip Samsung 865 rất là mạnh nha anh em nhá. Màn con này 6,2 inch, màn Dynamic AMOLED 2X rất là đẹp, tần số quét 120 Hz này. Camera sau con này 12 chấm, 64 chấm và 12 chấm nữa anh em nhá. Cam trước là 10 chấm, pin là 4000. Con này thì bên em đang bán mức giá cho anh em là loại màn đẹp không ám ố nhá. Màn đẹp không ám ố, mà là hàng hàng thay lưng ấy, hàng khác em mây lưng này thì giá của nó là 4 triệu 990 nghìn nhá 4 triệu 990 nghìn đó còn hàng uh, hàng email lưng của nó chuẩn chỉ nhá anh em nhá trùng nhá thì giá của nó là à, uh, 5 triệu 450 nhá anh em nhá 5 triệu 450 đó, 5 triệu 450 con này có vân tay trong màn nhá anh em nhá con này có vân tay trong màn ok chưa có vân tay trong màn có nhân diện khuôn mặt nhá anh em nhá à, có vân tay trong màn nhá anh em nhá sinh chắc học này Đấy, có vân tay và có nhân diện khuôn mặt nhá anh em nhá đây à, con này có vân tay trong màn hình nha anh em nhé À, nhiều khi anh em nhìn cái vân tay này nhà nó hơi khác khác đúng không tùy tùy vào phiên bản android và tùy uh, tùy biến uh, ứng dụng anh em ạ đây ok nhá ok con này vân tay trong màn đầy đủ hết nha anh em nhé nhân diện khuôn mặt đầy đủ hết nhá màn đẹp không à mố nhá mà đẹp hoàng bố 4 triệu 990 cho đến 5 triệu 450 nhá 4 triệu 990, 5 triệu 450 Đây kể cả những cái con mà đây em chia sẻ luôn nhá Đây đây là à, Cái giấy nốt đúng không anh à, Đó, Kể cả những cái con mà hàng jean ấy Hàng jean mà không 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 thay lưng nhá Hàng jean không thay lưng này lưng nó vẫn hở hở này Tại vì cái dòng S20 này Series S20, S20, S20 Blue này rất hay bị hở lưng nha anh em nhá S20, S20 Blue rất hay bị hở lưng Nó không như nốt 20 với cả S20 FE đâu Đó, à, Con này lưng kính nó rất bị hay hở đó, nóng nó hay bị rất bị bong cái răng răng áp suất của nó ạ hàng zin đét luôn nha anh em nhá đây những cây hàng zin đét này nó cũng hở hở một xíu đây anh em Đó, không tránh được đâu anh em ạ ở hàng zin nhá còn nếu mà anh em mà thêm anh em luôn những cây hàng 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 đây những cây hàng hàng thay lưng đây hàng khác em mây lưng này có nghĩa là hàng thay lưng ấy em đang bán 4 triệu chín trăm nghìn đấy đây em bán buôn bán rất là thật chia sẻ thật cho anh em luôn hàng thay lưng này nó còn khít hơn hàng thay lưng này nó còn khít hơn À, tại vì sao? Tại vì cái răng này, cái hàng thay lưng nó sẽ bóc ra rồi và nó sẽ dán lại gioăng hoặc là dán lại keo thì nó sẽ khít hơn nhá. Nhiều con nó còn khít hơn nữa. ở à, nhưng có con thì nó vẫn hở nhưng có con nó khít hơn. Hàng thay lưng đây. Em có hai cây hàng thay lưng màu trắng thôi. Đó, hai cây hàng thay lưng màu trắng thôi còn uh, uh, còn còn không 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 có hàng nhiều thay lưng đâu. Có hai cây hàng thay lưng màu trắng thôi. Đây, cây này nó cũng khá khá khít rồi à, tại vì bọn này nó dán lại mà, đã dán lại. Còn cái hàng hàng zin ấy, hàng zin cái răng của nó vẫn là răng nguyên đúng không răng nguyên đó thì lâu ngày anh em hiểu đơn giản là cái lâu ngày nó sẽ không 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 được như uh, không được như lúc mới đấy là chia sẻ thật là như thế không được như lúc mới còn nếu mà uh, hàng thay lưng thì nó nó sẽ ấy hơn nó sẽ khít hơn ok chưa 4 triệu chín cho đến là 5 triệu 450 nhá Còn nếu anh em thích nhỏ gọn hơn đó nếu anh em thích nhỏ gọn hơn thì anh em có thể tham khảo con S10E nhé S10E này con này nhỏ gọn hơn rất là nhiều cho anh em nhé con này thì phù hợp cho anh em dùng máy phụ còn máy chính thì thực sự ra con này pin nó hơi kém để anh em dùng à, hết pin hết à? à? không con nào còn pin à? bực mình nhỉ? À, xem là hay là nhân viên nó tắt uh, tắt nguồn đợi em tí chắc tắt nguồn chứ làm gì hết pin sạch? À, anh em đợi em một chút nhá uh, S10E này thì con này thiết kế rất là nhỏ gọn thiết kế rất là nhỏ gọn nha anh em nhé đó. Chạy con chip sao quyền 855 nhá anh em nhé sao quyền 855. Đấy, anh em cầm nắm này. Máy là máy Mỹ nhá, phiên bản con này à, à, còn hết pin thật. Còn 0% này. phần 0% mà nó vẫn lên nguồn. <laughs> ok. Thì em giới thiệu cấu hình cho anh em thôi nhé Tại vì con này nó cũng hết pin rồi nó không không vào được phần à, anh em nhìn này còn 0% pin mà thao tác cũng vẫn được này anh em. chứng tỏ con này nó rất là mượt nhá anh em nhé chứ không phải là là, là đâu. Bình thường nếu một con 0% còn 1% ấy, nó sẽ rất là giật rất là đơ. Đấy, nhưng con này đây nó vẫn lên thao tác được. Đây. Ok chưa? Con này thì chạy con chip gần 855 nhá anh em nhá. Samsung S10e máy Mỹ, 1 sim, 56 GB 128 GB, chạy con chip Snapdragon 855. Mà con này chỉ có 5.8 inch thôi nhưng mà màn Dynamic AMOLED nhá, cũng rất là đẹp luôn cho anh em. Camera sau con này là 12 chấm và 16 chấm. Cam trước là 10 chấm nhá. Pin là 3100 mAh và có hỗ trợ sạc nhanh nhá. Con này giá bán cho anh em là 3.190.000đ 3 triệu 190 000 Là màn đẹp không ám ố nha anh em nhá Đó còn loại này thì em sẽ không có hàng màn ám Đấy là chia sẻ luôn Không có hàng màn ám Và cũng không có hàng thay lưng Đó, Chỉ có hàng hàng zin thôi 3 triệu 190 000 nhá Samsung S10e nha anh em nhá Tiếp theo thì giới thiệu cho anh em đó là con iPhone 12 Pro 12 Pro này thì em còn dính nhất một cây này Rồi, Hàng dính đét này đẹp luôn anh em nào ủng hộ em một cây này đó, cái này thì thực sự ra là cắt lỗ rất là sâu. Ngày trước em bán 15 triệu 7, đó 15 triệu 7. Đó. Để băng đi quay video các kiểu xong rồi bây giờ giá nó giảm rất là sâu rồi. giảm rất là sâu rồi mình bắt buộc mình phải cắt lỗ rất là sâu cho anh em nhé Con này thì giá cũ 15 triệu 7 cho em giảm 1 triệu còn 14 triệu 7. Bây giờ em giảm cho anh em 1 triệu 2 nữa là còn 13 triệu 500 000 Tình trạng con này là máy zin đét này đẹp luôn nhá. Và nó bị rượu một tí cái camera anh em nhìn kỹ nó hơi nứt nứt một xíu này. Nó hơi nứt nứt một xíu. Tại vì em không muốn thay nên nó mất zin chứ thực sự ra nếu mà thay ấy, những cửa hàng khác mà nó thay nó bán cho anh em thì lâu rồi ở cửa hàng thay nó bán cho anh em anh em không thể biết được luôn thay thay bây giờ trình độ nó thay rất là đẹp luôn nhưng em để zin em bán cho anh em nhé không ảnh hưởng gì cả nó bị nứt nứt dĩa dĩa do em em để nhiều máy được đi em nhập nhiều em để nhiều nó bị nó bị dựa vào nhau nó bị hơi nứt nứt dĩa dĩa một tí thôi đó ok con này thì em đang bán mức giá là 13 triệu 500 nghìn nhá 13 triệu 500 nghìn 2 sim, một sim đường, và sim không giới hạn Đây, 128GB, 12 bộ đô 128 g quốc tế Mỹ nha anh em nhé Pin con này em đảm bảo anh em là pin zin nhá. Đây pin zin của nó 97% nhá. Pin zin 97% anh em nhìn này. Pin của nó rất là đều nhá. Đấy, kể cả để chế độ gì dùng hay là chế độ chờ rất là đều. Nó không xuống nhanh đâu anh em ạ. Tại vì pin zin của nó rất là chuẩn nha anh em nhá. Đó, ok. 12 Pro 13 triệu 500 000 nhá. Còn XM Max, XM Max thì giới thiệu cho anh em là nếu mà anh em mua màn lô thì giá là 5 triệu 580 000 nhá. Đây, cái này là màn lô nhá anh em nhá. Cái này màn lô là 5 triệu 580 nghìn nhá. Đây, 5 triệu 580 nghìn nhá anh em nhá. XS Max. XS Max nhá, không phải XS nhá. Đây, giá này là giá của XS rồi. Tao tác vẫn bình thường nha anh em nhá. Đây, máy là máy quốc tế Mỹ nhá. Bộ nhỏ 64GB nhá. 2 SIM, 1 SIM thường, 1 eSIM nhá. Đó, ok chưa? Pin con này là pin được 88% nhá. Pin 88% của XS Max nhá anh em nhá. Đó, ok. Mọi thao tác bình thường hết nó phay đi ok hết nhá. Mà là màn lô mà đã thay rồi, 5 triệu 580 000 5 triệu 580 000 Còn 11 Pro Max nhá, 11 Pro Max màn lô. Con này thì đang em đang để hết pin, nó xước một xíu kính này, màn lô cũng xước một xíu kính này. Con em bán giá cho anh em hơn 8 triệu thôi. 11 Pro Max màn lô hơn 8 triệu nha anh em nhá. Cũng phun chức năng có phay đi. Còn anh em mắc máy zin này, anh em mắc máy zin thì tình trạng của nó là hai con này là 6 triệu 450 nhá 6 triệu 450 6 triệu 650 con này thì anh em nhìn này chóc thủy kính camera nhá con này thì kính hơi xước kính hơi trời nhá Đấy, anh em nhìn kính hơi xước kính hơi trời nhá đó kính xước này kính trời này con này thì hai con này em đang bán giá cho anh em 6 triệu 450 đến 6 triệu 650 máy là máy zin máy quốc tế Mỹ nha anh em nhá anh Max nha anh em nhá còn uh, con này thì nó bị rượu một tí ở lưng này rượu một tí ở lưng con này em bán giá cho anh em 6 triệu 850 nhá màu trắng nhá 6 triệu 850 Ít Hơn 6 triệu anh em sử dụng Ít ăn anh em nhá Tiếp theo giới thiệu cho anh em là Leo Di Velvet 2 SIM nhá Leo Di Velvet 2 SIM à. Ok chưa Leo Di Velvet 2 SIM nhá anh em nhá Con này mới khởi động lên thôi Con này có vân tay trong màn nhá Có vân tay trong màn Có nhận diện khuôn mặt nhá Con này có vân tay nhân viên để test À đây Vân tay của em nhá Đây vân tay của em để em test luôn cho anh em xem nhá Con này vân tay trong màn À con này không có nhận diện khuôn mặt Con này chỉ có vân tay trong màn thôi LG Velvet 2 SIM nhá. Thực sự ra nếu mà con này của hãng Samsung thì sẽ, chắc chắn sẽ rất đắt tiền. Tại vì thiết kế rất là đẹp, anh em nhìn màn tràn màn tràn mỏng dính luôn. Ok chưa? Màn tràn rất là đẹp nhá. Lưng này. Lưng cũng vát cong này, thiết kế camera rất là đẹp luôn. Nói chung con này rất là đẹp nữa. Và được cái là hai SIM nhá, hai SIM sẽ đắt hơn nha anh em nhá. Bản hai SIM này hiếm và đắt hơn. Màu trắng đẹp. LG Velvet 2 SIM RAM 6 128 GB chạy con chip Snapdragon là 765G nhá màn 678 inch màn POLED camera sau con này 48.8.5.3 cam nhá dọc rất là đẹp nhá cam trước con này là 16 chấm pin là 4.300 và có sạc nhanh giá bán là 3 triệu 890 000 3 triệu 890 000 cho anh em nhá còn uh, số lượng hạn chế còn hai cây cho anh em nhá đó hàng ngày gom thì gom mấy lần mới được có mấy uh, chục hai chục cây Ok nhá anh em nhá tiếp theo giới thiệu cho anh em là 8 bộ nút nhá. 8 bộ có con này là nó bị đây. Nó bị nứt nứt kính vỡ kính ấy. nó gọi là vỡ kính đi. Tại vì cái chỗ này thì nếu mà dán cường lực nó sẽ đè lên. Đó, dán cường lực nó sẽ đè lên. Đó. Ok chưa? Ờ, con này 3.850 nha anh em nhé 3.850. 8 bộ nút, máy quốc tế Mỹ nhá. Con này pin 79% hay sao ạ? Đây, 8 bộ nút quốc tế Mỹ. Vân tay ok hết nhá, pin 79% pin 79 nhưng một pin zin của nó cũng rất là đều nha anh em nhé anh em dùng thoải mái nếu anh em muốn thay pin thì em sẽ hỗ trợ một thêm một chút nhé à, tiếp theo là về cho anh em về thêm cho anh em một ít nốt 11 pro nhé à, về thêm cho anh em một ít nốt uh, Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G nhé anh em nhé. Con này thì tình trạng của nó là sạc của nó là sạc 67W nha anh em nhé sạc 67W đây sạc 67W thứ hai nữa là có 5G nhá màn rộng pin châu pin tận 5.000 sạc 67W có 5G nốt 11 Pro Ở có phiên bản là 628 nhá 628 828 và 8 em về cho anh em nhá Ở 628 ghi đây cây này thì có màu xanh thì em sẽ bán giá cho anh em 4 ,9 triệu 9 bản 628 ghi 4 ,9 triệu 9 thôi anh em sở hữu con máy có 5G Ở màn rộng pin châu sạc nhanh tận 67W có con này là có ốp lưng này quay chọc sim này củ sạc dây sạc này. đây sạc con này là sạc 67W nhá sạc màu trắng nha anh em nhá sạc 67W sạc màu trắng đó còn nếu mà cao 40 gaming sẽ sạc 67W mà mà sạc màu màu vàng đây nha anh em nhá về cho anh em con này màu xanh này con này là Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G nhá Đấy, màn hình tần số quét 120Hz nha anh em nhá nếu anh em vẫn chưa biết con này chạy con chip gì thì em giới thiệu lại một lần nữa cho anh em là con này chạy con chip là Dimensity 920 5G nhá anh em nhá, màn 6767 inch. Đó, màn 6767 inch. Thiết kế màn uh, hình đục lỗ, có một uh, lỗ đây thôi. Ok chưa? Đó, nếu như anh em nhìn qua video thì nó hơi nháy nháy đúng không? Hơi nháy nháy là do thứ nhất là do ánh sáng, Đó, do ánh sáng. Đó, do ánh sáng một là quay video hay là ánh sáng ở phòng những anh đèn là chiếu vào nha anh em nhé màn con này là màn super moled nha anh em nhé tần số quét 120 hz đó hỗ trợ hdr 10 700 trăm nha anh em nhé mặt trước có hỗ trợ kính cường lực Gorilla Glass 5 nha anh em nhé camera sau 108 chấm luôn Đây, anh em nhìn cam sau 108 chấm nha anh em nhé okay. ok cam trước con này là 16 chấm nha anh em nhé pin là 5160 mAh và có hỗ trợ sạc nhanh Tất nhiên là củ sạc đi kèm là sạc 67W rồi Đó, rất là ngon dành cho anh em luôn hai sim nhá, Xiaomi thì là hai sim rồi Có phiên bản 5628 nhá Về đủ cho anh em phiên bản 628 uh, 8128 Và 8256 Ok chưa, giá bán thì bán giá cho anh em là 4 triệu 9, 5 triệu 2 Và 5 triệu 6 cho anh em nhá 4 triệu 9, 5 triệu 2 và 5 triệu 6 Ok Đây, có cả phiên bản 828 cho anh em nhá Phiên bản 828 Ok chưa? Lấy nét cho anh em xem nhá. 828 nhá. Có cả phiên bản 8250. À đâu, con này là con nốt 11 Pro cộng nhá. Con này nốt 11 Pro cộng, đây bản cộng này. Bản cộng của nó nhá anh em nhá. Bản cộng của nó thì chuẩn của nó là sạc 120W cơ. Nó hỗ trợ sạc của nó 120W cơ. Nhưng mà con này thì nó bị sạc 120W bị lỗi nhá. Nên em bán cho anh em cô tặng kèm cho anh em sạc 67W nhá. Thì con này màu tím. Con này màu tím tặng kèm cho anh em sạc 67W sạc 120W nó bị lỗi đó à, thì con này 828g rất là rẻ đâu 828g là trên có 300.000 so với con nốt 11 Pro thường đó trên có 300.000 thôi anh em nhé đó nốt 11 Pro cộng nhé nếu anh em có sạc 6, à, 120W thì dùng con này rất là ngon giới thiệu cho anh em Google Pixel 4 XL nhé Google Pixel 4 XL 3 650 đến 3 triệu 950 nhé anh em nhé Google Pixel 4 XL 3 650 3 triệu 950 4 triệu 150 nhé đó con này Android thuần rất là mượt nhé Ăn loại thuần rất là mượt nha anh em nhé Google Pixel 4 XL Có cả màu đen nha anh em nhé Có cả màu đen Google Pixel 4 XL có cả màu đen nhé Đó Tiếp theo giới thiệu cho anh em là Oppo F11 Oppo F11 này thì em đang bán là 2 triệu 350 Đến 2 triệu 550 nhé 2 triệu đến 2 triệu 550 2 sim nha anh em nhé có phiên bản 428 và 6.128 nha anh em nhé. Đó. Có phiên bản 428 và 6.128 nhưng mà anh em xem trong cài đặt này em xem trong cài đặt này Là 8 256 nhá Rất nhiều anh em bị lừa cái này này Ví dụ anh em mua mà những cửa hàng mà nó không uy tín ấy Nên nó sẽ bảo anh em là máy của nó là 8256 Nhưng bên em Nam thì có sao báo thẳng nha anh em nhá Máy chuẩn của nó là bản 628 Em đã check kỹ rồi là 628 nhá à, Tại sao ở đây lại là 8256 sáu? rõ ràng trong cài đặt cái đặt đàng hoàng nhá, cái đặt thông tin của máy là đàng hoàng nhá anh em nhá, chứ không phải là là check ở ứng dụng hay gì cả. À, đúng không? Con này là check của nó cài đặt là 8256 Tại vì do là chạy chạy phần mềm nha anh em nhé Do chạy phần mềm mà chạy ROM quốc tế Có sẵn CH Play, có sẵn tiếng Việt cho anh em cứ dùng Thì nó ROM quốc tế nó sẽ không có ứng dụng rác Đó, Nó không có ứng dụng rác các thứ nha anh em nhé Thì anh em dùng những cái con như này thì Nó sẽ nhảy lam ảo Nhảy lam ảo này là làm 8 Bộ nhớ 256 Nhưng thực chất của nó là mươi và có em có một phiên bản 4128 nó cũng chạy nhảy làm ảo là 8256 nhá. Nhưng bên em bạn nào thì em sẽ báo chuẩn cho anh em anh em yên tâm luôn con này 628 em bán giá cho anh em là 2 triệu 550 còn 428 là 2 triệu 350 thôi S20 FE 5G nha anh em nhé Màn hình từ quét 120Hz pin 4500 mp Đó à, FE 5G Con này em bản Mỹ nhá Con này bản Mỹ, Mỹ Một sim nhá Một sim nha anh em nhé Con này 628 nhá Chạy con chip sau 855 nhá À 865 nhá Màn hình từ quét 120Hz nha anh em nhé Rồi Màn hình tử số quét 120Hz nha anh em nhé Ok chưa? Thì con này thì anh em yên tâm thôi Những cái con uh, em nay em có bảo anh em luôn đấy là con S20 FE này và con uh, con con Note 20 này. thì những cái con này thứ hai nhất là nó màn hình thẳng. Màn hình thẳng nha anh em nhé Màn thẳng. Đó con này màn thẳng nên nó 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 rất là bền. Màn thẳng nó rất là bền. Màn cong thì thực sự ra dùng sướng nhưng mà nếu anh em mà hay rơi hoặc là ba chạm thì nó sẽ không bền bằng màn thẳng đâu. Đó màn thẳng rất là bền nha anh em nhé Hai là những cái con này thì lưng nó lưng 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 nhựa lưng nhựa lưng nhựa thì anh em thấy không rất là khít nó không bị nóng nó không bị bung như kiểu lưng kính nhá, anh em nhé đó à, FE là 5 triệu 450 cũng 5 triệu 450 bằng S20 luôn đó con này bản một sim nhá còn loại hai sim thì đắt hơn hai sim mà hai sim đây là hai sim vật lý nhá 6 triệu 850 hai sim vật lý của con này là xước một xíu kính 6 triệu 850 nhá viền rất là đẹp nhá 6 triệu 850 6 gần 865 nhá 6 triệu 850 đó bản hai sim vật lý rất là hiếm nhá nếu mà hai sim một sim thường một e-sim hay khác còn hai sim vật lý là anh em lắp sim lắp hai sim dùng bình thường. Hôm nay màn ám này 6.250 này hai sim S20 Note 20 thì em đang bán giá cho anh em là từ 5 triệu à, từ 6.500. 6.500 cho đến hơn 7 triệu nhá. Máy zin nhá, 6.500 đến hơn 7 triệu máy dinh. XS XS bán cho anh em con này là màn ám nhẹ này, mất phây này, cộng pin mới 100% này, pin thì thay mất 500 000 rồi. Em bán cho anh em là 4 triệu 750 nhé. Còn nếu anh em muốn dùng XL, XL thì giá là từ 4 triệu 750 cho đến 5 triệu 250 nhé. XL 4 triệu 750, 5 triệu 250. Ok chưa? iPhone XL nhé. Đây, con này XL màn ám này, màn ám già này, cộng mất phây 3 triệu 950. K40 Gaming nhá, K40 Gaming giới thiệu cho anh em là có phiên bản 8128 này. Ờ 12 128, à 12 128 hình như hết. Và 12 256 nhá anh em nhá. Ok chưa? K40 Gaming nhá. Củ sạc dây sạc đây. Con này thiết kế rất là đẹp luôn, thiết kế rất là đẹp luôn. Đây. Sạc 67 7W nhá anh em nhá, sạc 6 w K40 Gaming. Đó, K40 Gaming. Con này em bán hơn 6 triệu một chút thôi anh em nhá, hơn 6 triệu một chút có cả phiên bản uh, có cả phiên bản 828 này 12 128 và 12 256 nhá anh em nhé đó ok chưa hơn 6 triệu một xíu thôi con này thì uh, màn của nó là màn 67 67 67 inch màn hình OLED tần số quét 120 hz kính cường lực vô glass 5 nha anh em nhé chạy con chip là Dimensity 5 g rất là mạnh camera sau con này 64 chấm 8 chấm và 2 chấm trước 16 chấm pin là 5065 mp Sạc con này là sạc 67W nhưng mà sạc của nó là sạc màu vàng nhá, nó khác với con uh, Note 11 Blue là sạc màu trắng nhá. Tiếp theo giới thiệu cho anh em Oppo A73 nhá. Oppo A73 này. Oppo A73 thì con này uh, Đây. Oppo A73. Oppo A73 thì con này phụ kiện của nó hỗ trợ rất là nhiều. <laughs> dòng này dòng uh, phụ kiện là được hỗ trợ rất là nhiều, nhất bản là bản Nhật nhé anh em nhé Có ốp lưng quay chọc sim này. Đó. Con này là bản sách tay nhá sạch tay hai sim một sim thường một e sim có củ sạc dây sạc có cả tai nghe nữa có ốp lưng có que chọc sim đầy đủ hết rồi máy này thì có cả vân tay trong màn nhá à, con này thì có dán dán sẵn miếng dán màn hình này đó ok chưa ốp bùa hơn 3 triệu 3 triệu ba trăm chín nghìn nhá ba triệu ba trăm thôi anh em ạ đấy ốp bùa phải đây quán anh em muốn mua sạc zin sạc 33 ba w zin ba trăm năm nghìn của xiaomi uh, ờ, tai nghe có hai loại một loại bản uh, hộ vằn và một loại bản thường 360 trên đến 450 <laughs> Xiaomi Redmi Note 7 phiên bản 464 2 triệu 180 nghìn quá rẻ 2 triệu 180 nghìn sở hữu con Xiaomi Redmi Note 7 có ốp lưng quay chọc sim này đây là con này màu đỏ nha anh em nhé con này màu đỏ đó Xiaomi Redmi Note 7 thiết kế của nó đây con này vân tay cũng rất là nhanh luôn đây trên này là có hết rồi thông tin của anh em đây sáp gân là 660 này pin 000 này đó màn 673 này camera chính 48 chấm này Ok chưa? Hai sim nha anh em nhá. Có củ sạc, dây sạc, ốp lưng quay chọc sim nha anh em nhá. Xiaomi Redmi Note 7 nhá. 2 triệu 180 000 quá là rẻ luôn em bán dòng này rất là chạy. Hàng về đều. Đây. Đây thì có cả con uh, Note uh, Note 11 Pro 5G con này thì là bản 256 GB nhá. Con này là Note 10 Pro 5G nhá, Note 10 Pro 5G thì con này cũng sạc 67W nha anh em nhá cũng sạc 67W nhưng con này thiết kế nó hơi khác con nốt 11 nhá con này thiết kế nó bo tròn cầm nắm nó, nó thích hơn nhá còn vuông thì nó hơi cần cấn một chút nhưng mà nó thể hiện mạnh mẽ con này bo tròn mềm mại sạc 67W con này có phiên bản 56 và phiên bản 58 nhá 128 gb giá bán là 4 triệu 4 đến 4 triệu 6 cho anh em nhá nốt 10 Pro 5G nhá anh em nhá chạy một chiếc Dimensity 5 g nhá em nhá màn tần số quét 120Hz này pin 5000 có sạc nhanh 67W nhá đó màn 676 x có phiên bản 58, có, có phiên bản 56 Note 10 Pro 5G Xiaomi Redmi Note 8 Pro nhá Xiaomi Redmi Note 8 Pro phiên bản 828 Em đang bán giá cho anh em là uh, 2 triệu 950 nhá anh em nhá Xiaomi Redmi Note 8 Pro con này nhân viên nó đổi mật khẩu là gì quên mất rồi con này Xiaomi Redmi Note 8 Pro nha anh em nhé phiên bản 828 gb đang bán giá cho anh em là 2 triệu 950 nha anh em nhé Ok anh em mua hàng có thể liên hệ Phương Nam Mobile nhé số điện thoại bên em là 0368 từ gai và 081 64 nhé địa chỉ hàng ở thôn 5 Văn Phúc Phúc Thọ Hà Nội bảo hành 3 tháng lỗi 1 được 1 anh em có thể đến trực tiếp cửa hàng hoặc ship code toàn quốc 100% cho anh em kiểm tra hàng nhận hàng và test máy nha anh em nhé đó ok chưa nếu mà anh em mà không được kiểm tra hàng thì anh em cứ gọi điện trực tiếp cho em. Nếu shipper không cho kiểm tra hàng anh em cứ gọi điện trực tiếp cho em nhé. Đó, bảo hành 3 tháng lỗi 1 đổi 1. Ok, xin chào hẹn gặp lại tất cả anh em nhé.